quá hả? Mặt cái này đẹp trai chứ sao đúng không? Hả? Mặt tao quá đẹp trai. Sao? Đẹp trai? Nó nhìn khâu khỉnh. Nhìn dễ thương quá. Công chúa của ba đâu? Công chúa Thảo Anh của ba đâu? Ba đang quay phim anh nè. Bây giờ anh ngoan nha, mốt ba dẫn anh đi chân gồ. Dạ. Anh phải ngoan nghe lời mẹ nha. Dạ. Anh phải thương ba nha. Dạ. Khoa phải nghe lời ba nha. Khoa nói dạ đi. Dạ. Yeah.